Đức, Brazil và Tây Ban Nha là những đội tuyển hùng mạnh được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Nhưng dưới đây là 5 đội mà bóng đá 24 giờ cho rằng có thể gây ra bất ngờ tại Nga năm nay. Thụy Sĩ. Hè nay đội tuyển Thụy Sĩ nằm cùng bảng E với Brazil, Costa Rica và Serbia. Đây rõ ràng không phải là một bảng đấu dễ, nhưng Thụy Sĩ có đủ sức mạnh để lọt vào vòng knockout của giải. Thụy Sĩ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vladimir Petkovic và dưới thời vị chiến lược gia 54 tuổi Prosto Prociati có những thành tích khá tốt. Họ giành chiến thắng 24 trong 38 trận dưới thời cựu huấn luyện viên Lazio và đặt tỷ lệ thắng tới 63,6%. Đội hình của đội bóng có biệt danh là Lanati có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Lichtsteiner sở hữu khả năng chỉ huy tốt trong khi cầu thủ trẻ Denis Zakaria cũng có đóng góp một phần quan trọng ở giải đấu tại Nga lần này. Cầu thủ ngôi sao Sedan Shaqiri. Đội bóng mà Shaqiri đang đầu quân là Stoke đã bị thúng hạng khỏi Premier League mùa vừa rồi. Nhưng ngôi sao người Thụy Sĩ cũng đã có một năm thi đấu không tồi. Anh ghi được 8 bàn và có 7 đường kiến tạo ở sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Cựu cầu thủ Bayern không thi đấu được như kỳ vọng, nhưng vẫn là tia sáng hy vọng của Thụy Sĩ ở World Cup lần này. Shaqiri đã ghi 3 bàn ở kỳ World Cup trước và anh chỉ cần thêm 4 bàn nữa là sẽ thiết lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại World Cup cho đội tuyển Thụy Sĩ. Croatia, đội bóng châu Âu nằm cùng bảng với Argentina, Iceland và Nigeria. Cũng giống Thụy Sĩ, Croatia đã rơi vào một bảng đấu tương đối khó thở. Dẫu vậy, Croatia có một đội hình đủ cân bằng để tiến xa ở giải đấu năm nay. Huấn luyện viên của Croatia là Zlatko Dalic. Ông bắt đầu nắm quyền từ tháng 10 năm 2017 và dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia 51 tuổi, Croatia mới thua một trong 5 trận đỡ đấu. Croatia có các cầu thủ kinh nghiệm đang chơi bóng cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic và Mario Mandzukic, Ivan Perisic và Dejan Lovren là một trong số đó. Nếu những ngôi sao này có thể tìm được tiếng nói chung, Croatia thậm chí còn có thể vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Cầu thủ ngôi sao Luka Modric và Ivan Rakitic. Ivan Rakitic đã giành danh hiệu La Liga mùa giải vừa qua, trong khi đó Modric cũng hội quân cùng đoàn đội với một chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Chỉ cần bộ đôi này phối hợp với nhau tốt, Pastrani chẳng thể bị lép vế trước bất kỳ đối thủ nào. Colombia. Colombia không được đánh giá cao ở World Cup 2014, nhưng đã thi đấu khá ấn tượng. Los Cafeteros đạt ngôi đầu bảng khi thắng 3 trận vô cùng thuyết phục. Chiến thắng 2-0 trước Uruguay ở vòng 1/8 đưa Colombia vào tứ kết vòng đấu mà họ bị hạ gục bởi chủ nhà Brazil. Mặc dù không phải là một đội bóng cân bằng, nhưng Colombia có một vài ngôi sao có thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công. Sự trở lại của Radamel Falcao cũng tăng cường sự tự tin đáng kể cho toàn đội. Năm nay, Los Cafeteros nằm chung bảng với Senegal, Ba Lan và Nhật Bản. Đây là một bảng đấu dễ cho đội bóng Nam Mỹ. Một huấn luyện viên lão luyện như Jose Neto Peckerman hiểu rõ mình sẽ phải làm gì để giúp Colombia vượt qua vòng bảng nhiều hơn thế. Cầu thủ ngôi sao James Rodriguez. Falcao là một cầu thủ chủ chốt trong đội hình của Peckerman, nhưng James Rodriguez cũng là một ngôi sao không thể thiếu của Colombia. Ngôi sao 26 tuổi từng chơi ấn tượng cách đây 4 năm và giúp Colombia tạo ra địa chấn tại Brazil. James đã ghi được 7 bàn và đóng góp 11 kiến tạo sau 23 lần ra sân ở Bundesliga mùa vừa qua. Với khả năng tạo đột biến, James Rodriguez sẽ là nhân tố đưa Colombia tiến xa như kỳ World Cup trước. Uruguay. Uruguay là đội bóng bị đánh giá thấp ở World Cup năm nay. Họ nằm trong bảng A với Nga, Ai Cập, Ả Rập Xê Út. Lọt vào vòng knockout với Uruguay là nhiệm vụ dễ nhân bánh. Sự có mặt của bộ đôi trung vệ Diogo Godin và Jose Jimenez mang đến sự chắc chắn ấn tượng cho hàng thủ Uruguay. Trong khi đó, họ cũng có trong tay hai tiền đạo săn bàn hàng đầu thế giới là Luis Suarez và Edinson Cavani. Matias Vecino và Rodrigo Bentancur cũng là những cầu thủ chìa khóa với Uruguay. Cầu thủ ngôi sao Luis Suarez và Edinson Cavani. Bộ đôi tấn công Suarez và Cavani là những vũ khí đáng sợ của Uruguay ở World Cup lần này. Bộ đôi này đã ghi được tổng cộng 53 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia mùa vừa qua và phong độ hiển diện của họ giúp Uruguay có thể hy vọng vào những điều kỳ diệu. Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha luôn bị coi là một đội bóng yếu nếu như không có Cristiano Ronaldo trong đội hình. Nhưng hiện giờ họ đang có một đội hình pha trộn hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tài năng. Huấn luyện viên Fernando Santos từng đưa Bồ Đào Nha tới danh hiệu Euro 2016 tại Pháp. Và chiến lược gia 63 tuổi này đang rất tự tin trước thềm World Cup 2018 với đội hình mạnh mẽ trong tay.
Hàng công của Bồ Đào Nha đang sở hữu những cái tên như Johnson, Martin, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Andres Silva, Ricardo Quaresma và Cristiano Ronaldo. Và có thể xem đây là một trong những hàng công khủng nhất ở giải đấu năm nay. Cầu thủ ngôi sao Cristiano Ronaldo. Sau một khởi đầu khó khăn, Ronaldo đã thay đổi dần dần và cải thiện được phong độ trong giai đoạn 2 mùa giải. Nhờ vậy, anh cùng Real đã có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở Champions League. Chưa thể, cầu thủ người Bồ còn là người ghi bàn nhiều nhất sân chơi C1.